dân số, đứng thứ 5 về diện tích và thứ 3 về dân số trong số các đơn vị hành chính trực thuộc nhà nước Việt Nam, cũng là một trong những địa điểm sinh sống lâu đời của người Việt cổ. Cách đây khoảng 6.000 năm đã có người sinh sống tại tỉnh Thanh Hóa. Các di chỉ khảo cổ cho thấy nền văn hóa xuất hiện đầu tiên tại đây là văn hóa Đa Bút sang đầu thời kỳ Đại Kim Khí, thuộc thời Đại Đồ Đồng, qua các bước phát triển với các giai đoạn trước văn hóa Đông Sơn. Về khí hậu, Thanh Hóa vừa có kiểu khí hậu của miền Bắc lại vừa mang những hình thái khí hậu của miền Trung Việt Nam. Về ngôn ngữ, phần lớn người dân nói phương ngữ Thanh Hóa với vốn từ vựng khá giống từ vựng của phương ngữ Nghệ Tĩnh, song âm vực lại khá gần với phương ngữ của vùng Bắc Bộ. Phía Bắc, ba tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Ninh Bình là giáp Thanh Hóa, và phía Nam, Tây, Nam của Thanh Hóa giáp tỉnh Nghệ An, phía Tây giáp tỉnh Hủa Phăng của nước Lào với đường biên giới 192 km. Phía Đông Thanh Hóa mở ra phần giữa của vịnh Bắc Bộ thuộc biển Đông, bờ biển dài 102 km. Diện tích tự nhiên của Thanh Hóa là 11.106 km², chia làm 3 vùng: đồng bằng ven biển, trung du, miền núi Thanh Hóa có thềm lục địa rộng hơn 18.000 km². Thanh Hóa bao gồm một thành phố trực thuộc tỉnh và hai thị xã và 24 huyện với diện tích 11.133,4 km² và dân số 3,4 triệu người với 7 dân tộc: dân tộc Kinh, dân tộc Mường, dân tộc Thái, dân tộc Hán Mông, dân tộc Giao, dân tộc Thổ, dân tộc Khơ Mú. Trong đó có khoảng 355,4 ngàn người sinh sống ở thành thị